Chuyển ra lâu rồi. Xin phép nhé, em quay cây của anh tí. Lâu lắm mới xuất hiện đấy. Đấy, có người, có khách đây, có khách. giá lợn chết. Lợn chết. Sam bông đúng không ạ? Hoa, sam hoa. Đúng không? Đúng rồi. Sam bông thì rừng, rừng. Đẹp, rừng. Hay là xung quanh, chạy xung quanh luôn này. Chạy xung quanh luôn này. Nó nguyên cả cụ luôn. Giá thì thôi, bác ý mua rồi thì chả tiết lộ thôi. Đúng rồi, con này nó phải... Tịch thủ hàng này nó chỉ tầm 2 đồng, quay về 2 đồng rưỡi. Ui, hơn đấy. Thế thôi. Gần chục đấy, gần chục, gần chục. Cái nó là cái cây rừng vậy à? Đâu, xăm trái đây lại có trái đây này đây. Hay là nó ghép nhỉ? Đây này. Một hoa một trái đây này. Trái thì còn gì nữa? Hoa chưa nở đó. Trái hoa mà ra phát là ấy luôn, mà là vung luôn. Đây là cuống trái đây này, chùm trái này, hoặc là nó ghép cái tay này vào. Nhìn đây là hoa là cái chắc rồi, đây là trái. Anh Hải ơi, nó là cả hoa cả trái à? BD đấy. Hôm trước anh chụp cho anh xem quả rồi. Đâu, quả đây là quả. Hôm trước là chụp là có quả rồi. Đấy, quả đấy. Đúng đấy, đây nói nó sẽ quay chụp. Đây, xong đây này, đây là hoa là chắc rồi. Cây lượng tính nó rất buồn cười, vừa hoa vừa trái. Mà thế nó hơi đặc biệt chỗ đấy. Vòng quanh nhỉ. Vòng quanh nhỉ. Gốc liền ấy nhỉ. Này vòng quanh. Và giữa để cái tượng được. Hay. Rất là hiếm có cây lượng tính kiểu hoa vừa quả. Ai đây nhỉ? Lúc đầu bảo hoa mà nhìn thấy cái chùm quả đây. Tí đây thì ở tí gọn gàng tí trong vừa mắt. Đây này, đích thị quả đây. Đích thị quả, nhưng mà đây lại là hoa. Hay. Đấy, cười. Được. Nào, vừa nãy ra không thấy anh lại giúp trong kia. Anh xem ảnh từ hôm trước là có quả thôi. Chứ hôm nay ra thì nhìn thấy hoa mà anh hỏi ông, nhìn đã thấy vui vui luôn. Cây này rồi mà là sao không? Trước hôm rõ ràng là quả. Ông bảo cây này lượng tính vừa hoa vừa quả. Lúc thì hoa lúc thì quả. Được. Alo. Anh ạ. Alo. Em vẫn ngoài chợ. Ui thôi, tí em còn về đón con. Đấy, anh cứ ngồi em ấy. Mấy anh em cứ ấy đi, em còn phải ra đây là ra chỗ nào? À thế à? Vâng. Em ngồi với mấy ông anh cái đã xong rồi em ra. Được đấy. Chúc mừng anh nhá. Sang bên kia tí. Chúc mừng. Không rồi, có ra đi được cái nào anh? Ít thôi, phải rồi. Anh ra bên đó. Ui à, tinh nhỉ. Có ổi, có cả chậu luôn. Cái mướn mê là à, cái cây đuổi muỗi là của anh à? Không, của anh chưa. À, của anh chưa. Cây đấy đuổi muỗi tốt lắm. Con đấy hay đấy mà. Cái nhà chặt quá rồi không lấy luôn. Con đấy quá hay luôn. Biết nó bảo bao tiền. Hỏi nha. Bởi vì con đấy nó không như loại sam hương. Con đấy là nó tỏa theo thôi để đấy cứ dọa cái là nó mùi. Không, con đấy là tự tỏa tự nhiên. Nó mùi như dầu. Tỏa tự nhiên. Anh Trương ơi, cây đuổi muỗi của anh à? Cây đuổi muỗi của anh à? Bao tiền? 3 triệu. Ba triệu. 3 triệu.
ít đấy, ít có đấy, ít có cây cây hương thảo đuổi muỗi tốt. Ui rồi cây cây này thì sao? Sam hương các bạn, sam hôi. Sam hương nhưng mà có giúp là nó có mùi thơm đâu, như tanh như là cá. Mùi sam hương cũng mà ăn này, mùi này, mùi này rất là mùi này, mùi này một kia là mùi cá, mùi cá biển. Đây nó là rõ ràng tinh dầu luôn. Đúng rồi. Ai hỏi gì? Không. Ừ, anh cho nó xong để nó lên trên này. Cái này. À kìa. Đằng kia đi, đằng kia rộng hàng của mình có phải mình làm thế. Ra. Nhưng mà một khách xa quá này là bắt ship đèo ra đây ông bạn. Nếu mày được vài năm bạc bắt ship ra đấy rồi. Đây cái con lòng xe điếu này ngon này. Đấy con hay đi chặt đất lát con gì cứ tiền tươi thóc thật gì đã. Không, không bao nhiêu nếu mà chính là ngoài khu một cờ bắt thì mình ok ngay đi mà lấy này khó chơi. Cứ dần dần mai kia lại có người ngược rồi. Trả luôn, ngược luôn. Bây giờ nhá, 15 triệu bán đi xong mua được cái ui 10 ôi. Triệu. Này ngồi. Này lại ngồi chỗ này. 6 triệu nữa. Đây còn mấy cây nữa. Đấy. Gió lùa này. Hai cái nhà đấy không ạ? Gió lùa này kiếm cái chậu rẻ quạt hai đấy nhỉ? Thế chắc lên tiền. Ba tiền cả chậu ở cây. 7 triệu. 7 triệu quả chậu ở cây. Chậu lâu rồi, về cũng 2 triệu. Chậu quả chậu đây rồi. Người đẹp vừa ra đây đâu rồi? Đi về nhà Hiếu sang hồng của Mai. Đấy á, Nguyên về nhà Hiếu à? Xem hồng Mai to. Cây có đẹp không mà mẹ? Thân to như của tôi này. À đây. Còn cao. Cái sung này bao nhiêu tiền em ạ? 6 triệu rưỡi. 6 đồng dưới. Như hôm kia thì thằng độc thì có thằng to dị đấy. Hai mặt là đều dị. Đấy, sung bắt được mấy cái rễ này cũng dị đấy. Sung có là rễ buông. Hôm nay ngủ quên mẹ cây quấn mẹ người. Rễ buông đấy. Ừ. Đấy, rễ từ trên này này. Buông xuống. Lạ, lạ cây, quả có nhá. Mặt này đẹp. Đời, không ngờ được đây đấy. Đây chưa bán được cái gì. Được. Ngồi những khi em tán bộ như ngồi để đấy ai rêu rước lên ác nhỉ? Dán không dán thì nhưng mà nó cũng lên, nó cũng ăn rồi. Ăn rồi. Đây quả này. Quả bao tiền mặt nào cũng được. Quái thằng độc chú anh gửi đi gửi chú anh xinh không? Ừ. Xúc được cái gì buồn quá nhỉ? Ít đấy. Có thì ít, rất ít. Có thì rất ít. Hôm ở trên mạng thấy cái thằng nó có cái sung buông như vị dễ si. Đấy. Có đứa thật. Sung buông dễ buông. Đó là nó đánh ở mực ao. Nó là tay cảnh nó buông xuống luôn đấy. Chứ không phải là không phải nó lăm buông kiểu gì được nhỉ? Không, cái bên tài đây, nó lăm vào bờ ao nằm này. Thì cái bờ ao nó sát đất. Cái bờ ao nó cứ lở dần lở dần. Cha mày sát đất. Đấy, thế nó không phải là một hai cái đâu, nó buông như xì ấy. Thế thì mới bảo là như cái bờ ao nó lở dần không? Thì đầu tiên là làm tiếp trong này bắt đầu bờ ao nó lở dần. Mày thằng cỏ này sáng này nó đòi mình 500. Đi về luôn, đéo đem mua. Bảo là vừa bảo bao nhiêu tiền quên vốn rồi. 6 triệu rưỡi. Xem cái con đơn đấy á. Cái này nó bỏ bom con đơn này suốt. Không phải. Nó đồng ý lấy xong rồi nó còn đéo vào.
bán đấy. Đây củ quả. Quả đấy. Đây cứ thế mà phang quả ra thôi. Quả cốt nó đẹp nhỉ. Chụp đẹp thế. Tiểu đà quái. Đấy, dễ giết thì đẹp lắm. Nay người ta không biết chợ, ít người biết chợ, này có một mai này, cũng của vùng đen này. À hôm vừa rồi có ông xem ông lại và cấp rêu cho ông Nguyên luôn. Cấp rồi. Nghe nói chuyện cái là ông alo mình luôn, ông bảo là ông nào cần rêu đấy. Thế là hai ông mới gọi nói chuyện với nhau luôn. Đây chắc của Hiếu. À Ngọc Anh. Nhìn như rành rành nhỉ. Thế là đưa cán bộ về chốt cây đây. Không biết cán bộ có xem hình qua không. Xem hình qua không về đưa về đỡ mất công. Nguyên ấy. Xem hình sơ sơ rồi thế được. Nói chung là vẫn phải về. Không bảo quan trọng thấy ảnh mà thấy được, thấy ưng ưng là đưa về. Ảnh anh ấy giảm 12 triệu rồi nhưng mà nói chung là cứ phải về nhà thực tế đến lúc. Đúng rồi. Tại vì cây cô khi nhìn thấy ảnh đẹp hơn nhưng có cái máy chụp cây. Đúng rồi, cây chụp cái ảnh ấy không đẹp ở ngoài. Đúng. Đấy, có cây để ở ngoài đẹp chụp ảnh rất đẹp. Có những cây nó ăn ảnh á. Đấy. Như người ấy. Quả đơn vàng này cũng nhiều. Tiêu điểm. Ok, cảm ơn bác nha. Sang đây thì về anh. Về qua em rồi này, tiền này chán lắm. Đây chở có người đi mấy? Nhà mày, mình sơn tây. À thế à? Đấy, cái hương thảo này mẹ tôi thấy thích cây này. À thế à? À bởi vì người ta biết rồi, đây có phiên biết có phiên không. Hương thảo thơ. Cây này mà rẻ rẻ mua về đuổi muỗi tốt lắm, thơm, thơm vô cùng đúng không? Thơm lắm. Hiếm có đấy, gần như người không có cây hương thảo nào nó to như này các bạn, gốc dã man luôn, gốc nó to như gốc cúc mốc hoặc là nó rất giống với cây da, nó giống với cây gì mà làm chổi ở quê người ta gọi là kim sa tùng, tên kim sa tùng, thơm vô cùng, thơm dễ chịu, tinh dầu rõ ràng luôn, này gọi là thơm, và 3,5 triệu thì căng quá. Thì sang khu vực đang cuối chợ các bác nhé, cảm ơn các bác. Cây này cũng buổi trưa đẹp, tôi thích cây này. Cây này tôi nghĩ là nó rẻ nhưng mà căng.